Rồi, hello anh em ha. Thì bữa nay mình sẽ quay cho anh em những cô gái bị chưa không phải gọi là phải sao đây? Những cô gái chưa có chồng tới rước. Thực sự là chồng đã thăm hỏi, dặm hỏi hết rồi, nhưng mà giờ vì vấn đề là corona cho nên là không có tới rước được. Thì đây là có con vít 8 ha. Vít 8 smart cây. Tại quay cho mấy anh em đó coi á, em quay vít 8 smart cây. Ốc titan đồ quá trời luôn. Đó này của em trai ở Bình Thuận. Em trai chưa có lên được. Này là bấm mấy cái lên ta. Rồi vậy đã lên đúng không? Rồi. Đây là em vít 8 Candy. Con này mình mới về thì chưa có ai hỏi nha. Vít 8 Candy đẹp lắm đây. Đời nè, đời 2016 nè. Đó. Quay cho anh em xem. Rất là đẹp luôn. Quay trên bình xăng nè. Tem zin đồ còn luôn nha. Này là tem zin hết luôn anh em. Anh em nào mà chơi mà sợ, con này biển số thành phố luôn. Con này mình mới về cho nên là chưa có ai hỏi hết. Cho anh em nghe tiếng bô zin nè. Đã nó thổi lên cái này nó bay luôn anh em. Con này là bô zin móc, hai chìa khóa đầy đủ nè anh em. Đó, em thấy không? Đẹp, con này là mình đang bán với giá là 175 triệu thôi nha anh em. Chống đổ đầy đủ luôn, bô zin móc đầy đủ luôn. Còn này là vít 9. Vít 9 này là của một người chị ở bên Gò Vấp. Bây giờ chưa có, không phải chưa có lấy được mà chưa có chị đó ra tên, chưa có biển số được. Cho nên cũng chưa có lấy về được. Đó, vít 9 nè. Chị. Rồi à. R15 V3. V3 này là của một đứa em ở dưới Biên Hòa đó, Biên Hòa. Đó, em coi nha. R15 V3 của đứa em dưới Biên Hòa. Thấy không? Xe này là đẹp đẹp hết. Bữa nay là sao chỉ thị 16 rồi, bữa nay là ngày thứ hai rồi nha anh em. Này R15 V3 của một đứa em ở đâu quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu rồi, không nhớ nữa. Hình như ở gần đây á. 53 đẹp lắm, con toàn xe 2020 không mà em. 2020 mà. Còn đây là con này là BMW 310R nha anh em. Con này là xe này anh em có thể lên tham khảo là mua mới là 200 triệu. Hiện tại mình đang bán con này là 116 triệu nha anh em. Xe rất là đẹp luôn. Nói chung là mới tinh nè, xe 2020 mà. Mới tinh nè anh em. Rất là mới. Quay cho anh em xem con này. BMW 310R. Đó. Phục upside down của nó rất là đẹp, nhìn nó rất là xịn sò luôn anh em. Mấy cái con Z300 đồ, mấy cái dòng xe Nhật là không có so sánh được đâu, xe Đức mà. Nên giá mới nó cũng rất là mắc. Ở đây một cái em này gọi là về Thái Bình à. Nhìn bỏ đây lâu lắm luôn rồi đó anh em. Chuẩn bị gửi về Thái Bình nhưng mà bây giờ đâu có đem đi Thái Bình được đâu, đâu có gửi xe đi ra Thái Bình được. Đây hiện tại mình chỉ còn có con BMW 310R thôi. 116 triệu. Rồi em Z8 Candy này 175 triệu. Đó, đồ chơi đầy đủ luôn. Đồ chơi đủ xài luôn anh em thấy không? Trang bị đầy đủ luôn, kính gió nè. Kính chắn gió nè, kính dù nè, chìa khóa đầy đủ nè. Rồi chống đổ nè. Anh em nào thích bô là có bô móc luôn. Còn bô độ là trên đây một đống nè anh em. Đó, bô độ anh em nào muốn mua thì có luôn cho anh em luôn nha. Đó. Z8 này mới đẹp nè anh em. Z8 này hả? Có phải phải nói là bữa mình có quay rồi á thì chủ cũ á là hả thay nhớt, thay nước mát, thay lọc nhớt rồi vệ sinh hết. Nói chung là con này là đi là ngon nhất. Con này là hiện tại mình thấy là xe cũ rồi, con này là quá ngon luôn, với 8 quá ngon luôn. Đó. Mâm là mâm sơn titan luôn.
sơn màu titan luôn. Nói chung là con này là rất là hoàn hảo nè. Cộng sơn này là cộng sơn vàng nè, chủ xe mới thay luôn á, vỏ trước mới thay luôn. Nói chung là con xe này có thể nói là mua xe cũ mà mua con này là phải nói là hời luôn anh em, phải nói là quá hời luôn đó. Đó, rồi thì đó tâm sự với anh em như vậy thôi. Thì mùa Covid mà đó, để lại sẵn lại quay cho gọi sao ta, quay cho mấy ông chồng của mấy con xe này coi cho đỡ ghiền. Chứ thực sự mà nói á, về cái tâm lý mà mua xe á, anh em, là khi mà mình mà mua, mình cọc chiếc xe, mình muốn mua xe là mình rất là gọi là sao, tâm trạng nôn nao và có thể là mất ngủ luôn. Tại mình đã từng trải qua những cảm giác giống như anh em vậy đó, là có thể là nôn nao và mình mất ngủ để mình thao thức mình rước em xe đó về. Nhưng mà vì lý do là ở những khu vực của mấy anh em là hiện tại là bị phong tỏa hay Covid, rồi mấy anh em không có thể qua lấy xe được, cho nên nó phải nằm lại đây. Còn với chính anh em quay góc này nè, anh thấy góc này đẹp ghê luôn. Nên niến tiếc, ngày nào mấy anh em cũng hỏi thăm đó, hỏi thăm nhiều quá, cho nên bây giờ thôi, quay cho anh em cái clip anh em ngắm vợ của anh em cho đỡ ghiền. Đó, xe này là của nữ biker nha anh em, chị đó lớn rồi đó, nữ biker đó. Sau này mà ai mua xe này lại là mới ngon rồi. Chị đó chuẩn bị là vệ sinh hết sạch sẽ luôn, làm hết từ A tới Z luôn anh em. Còn mấy con này 220 đẹp xuất sắc đó. Thì ở đây là sẵn tiện nói luôn anh em là Minh là có thu mua nha. Thì đương nhiên nhiều anh em nhắn tin hỏi kỳ đó, anh có mua xe không, thì đương nhiên Minh mua xe thì Minh mới bán được cho anh em chứ. Minh có thu mua xe nè, hoặc trao đổi xe lên phân khối nè, rồi ví dụ xe SH là Minh cũng mua luôn nha anh em, SH Vio đồ á Minh mua hết luôn nha, tay ga là Minh thu hết luôn nha anh em đó. Cho nên anh em cứ thoải mái nha, anh em cứ bán xe thì cứ liên hệ Minh, thì được cái giấy tờ nhanh gọn lẹ thôi. Anh em đem xe qua đây là trong vòng 5-10 phút thôi là xong rồi, thủ tục nhanh gọn lắm, nói chung là nhanh lắm anh em. Rồi hồ sơ đồ thì anh em rút được rút, còn anh em không rút được thì Minh làm luôn hết cho anh em luôn. Nói chung anh em chỉ cần qua 5-10 phút là xong thôi, đem xe test xe. Với lại anh em một phần là anh em phải đi xe kỹ xíu nha đó, hoặc là rồi với lại một phần nữa là anh em muốn bảo trì xe á, hoặc là thay nhớt xe hay là làm gì về xe thì qua bên Minh là có hết tất cả. Anh em mà mua xe Minh nha, chỉ anh em mua xe Minh thôi, còn anh em qua chơi thì Minh vẫn làm bình thường. Anh em ở xa tới thì Minh thay nhớt thôi, thay nhớt bình thường hết. Nói chung là bên Minh có bạc đạn, chén cổ, nhông sinh đĩa cho anh em. Mà có nghĩa là anh em mua xe rồi là Minh không có bỏ anh em, kiểu như là bơ vơ rồi để anh em đấy rồi. Mua xe rồi Minh có bảo trì xe luôn, có kiểm tra xe luôn, sửa xe luôn, thậm chí sửa máy xe luôn vẫn được nha anh em. Tại vì Minh có một người anh nữa, một người anh là chuyên sửa cái dòng xe phân khối lớn đó. Ví dụ có nhiều anh em mà muốn làm thì Minh vẫn làm cho anh em bình thường. Còn anh em mà mua xe bên Minh rồi thì qua đây nè, có thay nhớt nè đó, tất cả các loại nhớt luôn mà Minh tuyển chọn đó. Rồi cái gì ta, thay nhớt xúc động cơ nè, rồi xúc bình xăng nè, không có xúc bình xăng con nha anh em đó. Thôi rồi anh em qua chơi thì rảnh đi, anh em rảnh thì ngồi chơi nè. Anh em nào biết đá PlayStation nè, đá bet thì anh em chơi đó. Anh em thích nghe nhạc TV thì ngồi đây nghỉ ngơi nè. Rồi trên đây là có một cái phòng cho anh em ở xa nữa, anh em ở xa tới mà mệt quá thì anh em lên nghỉ luôn, không có gì ngại nha anh em. Ở đây mình là anh em mà không có cái gì mà anh em phải ngại hết. Nói chung là biết người ta gọi là gì ta, gọi là mình biết nhau, lỡ sao cái này ra đường gặp nhau có gặp nạn thì anh em giúp đỡ đó. Rồi quay cho mấy anh em đỡ ghiền, đừng quay anh nữa, quay cho mấy anh em ngắm xe đỡ ghiền trong cái mùa dịch này đi. Nhất là ông này nè, ông này với ông này nè, ngày nào ông hối nè, ông này nữa nè, ông này là ngày nào cũng nói anh Minh ơi em chưa có lấy xe được, chờ em đó. Hai ba ông này, còn đây thì ở gần đây thôi nè, không có sao. Tội nghiệp chiếc Z3 gửi đi Thái Bình mà gửi không được, anh em mình để trong góc luôn á đó. Sự nhà còn rộng đó anh em, nói chung là thu được cỡ mười mấy 20 chiếc nữa luôn á, mà bây giờ hiện tại chưa có anh em nào bán xe nên chưa có thu được
Đó, rồi mình như vậy là mình đã quay xong hết cho anh em xem rồi đó. Đó, rồi quay chiều lòng của mấy anh em đặt cọc xe bên mình rồi đó. Đó, anh em thấy được những cái con cưng của mình rồi đó. Rồi, vậy nha.